chương 8. Đại ý điều chúng ta mới nói đó là chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm ngồi bên hữu ngai của đấng tôn nghiêm trong các tầng trời, làm chức việc nơi thánh và đền tạm thật, bởi Chúa dựng nên, không phải bởi một người nào. Phàm thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập lên là để dâng lễ vật và hy sinh. Vậy thì đấng này cũng cần phải dâng vật gì? Nếu Ngài còn ở thế gian, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ, vì ở thế gian có những thầy tế lễ dâng lễ vật theo luật pháp dạy và giữ sự thờ phượng. Sự thờ phượng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự trên trời mà thôi. Cũng như khi Môi-se gần dựng đền tạm, thì Đức Chúa Trời phán bảo rằng, hãy cẩn thận làm mọi việc theo như kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn, vì Ngài là đấng trung bảo của giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn. Vì nếu ước thứ nhất không thiếu gì, thì chẳng có chỗ nào lập ước thứ hai. Vả, trong những lời này, thật có ý chắc là lời Đức Chúa Trời phán cùng dân Giu-đa rằng, Chúa phán, kìa nhật kỳ đến, kỳ đó ta sẽ ở cùng nhà Israel và nhà Giu-đa lập một giao ước mới, không phải như ước ta đã lập với tổ tiên chúng nó, trong ngày ta cầm tay họ dẫn ra khỏi xứ Ê-díp-tô, vì họ không bền giữ lời ước ta, nên ta không đói xem họ. Ấy là lời Chúa phán. Chúa lại phán, này là lời ước mà ta sẽ lập với nhà Israel. Sau những ngày đó, ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ và ghi tạc vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, họ sẽ làm dân ta. Trong vòng họ sẽ chẳng có ai dạy bảo công dân mình và anh em mình rằng, hãy nhìn biết Chúa, vì hết thảy trong vòng họ, từ kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn, đều sẽ biết ta. Nhân ta sẽ tha thứ sự gian ác của họ và không nhớ đến tội lỗi họ nữa. Gọi ước đó là mới, thì đã xưng ước trước là cũ. Vả, điều chi đã cũ, đã già, thì gần tiêu mất đi.